Xin chào các bạn. Mình lại và tiếp tục chủ đề ăn uống và đi lang thang. Mình có giới thiệu các bạn những chỗ ăn của thủ đô Nashville, là thủ đô của tiểu bang Tennessee. Hôm nay mình lang thang ở thủ đô để mình tìm những chỗ ăn ngon, những chỗ đi chơi, nhưng mà thời gian thì nó cũng có hạn các bạn ơi. Nhưng mà mình giới thiệu các bạn một chỗ nữa nha. Chỗ này cũng mới, đồ ăn ở đông. Thì các bạn có dịp ghé Nashville thì các bạn có thể hãy thưởng thức. Ok, phở T&M. Ok, phở T&M nha các bạn. Đây, quán phở T&M. Chút nữa mình sẽ để địa chỉ cho các bạn xem quán phở T&M. Nằm kế bên đây có cái chợ Việt Nam luôn. Cái chợ Little Sài Gòn có số phone luôn các bạn à. Chợ nhỏ thôi. Chợ nhỏ thôi, chợ Little Sài Gòn. Ok, bây giờ hãy theo chân mình đi vào quán phở T&M để coi mình sẽ thưởng thức những món gì đây. Nhớ nhé, các bạn nhớ xem video, bấm cho mình cái like để mình có động lực làm tiếp nhé. Bye bye.